Xin chào mọi người, hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 22, mời mọi người đến với phiên hôm nay. Trước mặt mọi người là cây mẹ Lam Gia An nha, thì đây là chậu nái. Chậu này thì em mua cách đây một năm trước đó. Thì họ có bán mấy phiên mà quay cái cây Lam Gia An nó lên từ đây thì em cũng quay hết rồi. Mùa này thì nó bắt đầu xuống lá và nó phình thân ra như này. Thật ra là nó phình từ rất là lâu rồi, thì bây giờ nó bắt đầu xuống lá. À, trên thân của nó mọc rất là nhiều kỳ mọi người. Đây, bắt đầu mọc kỳ này. Kỳ này là kỳ tự nhiên nha. Đó, cây này nhà em thì em không có kích. Thì có mấy hồi thì đi mua cây ở vườn khác thì có một số vườn thì thấy họ kích kỳ, kích hoa để ngắm này kia. Nhưng mà nhà mình thì mình không kích. Đây, cây nhà em thì nó lên hoàn toàn là theo chế độ tự nhiên, mà cũng chẳng có cắt để kỳ, cứ để vậy thôi. Nên là hôm nay em sẽ quyết định bán mất ngủ nha, cắt bán mất ngủ. Đối với cây Lam Gia An này thì mấy hồi em bán rất là nhiều, mà toàn là cây to không. Hôm nay thì sẽ chia sẻ cái mất ngủ này cho mọi người. Và mọi người lưu ý là cái mất ngủ này, cây này của em thì nó rất là mập đẹp nha. Đấy, so với ngón tay cái của em thì mọi người biết là nó như thế nào rồi, đúng không? Đó, nó sắp sửa bằng hoặc hơn thôi, chứ cũng không có ấy. Cái tay của em là thuộc dạng tròn múp rồi đấy, nhưng mà cái bông này, cái thân này nó còn tròn kinh khủng, cho nên là mọi người sẽ thấy được cái độ to của nó nè. Mọi người mua mắt này thì chắc chắn là sẽ không có thất vọng đâu, bởi vì nó quá là mập. Em bán là 100.000 một mắt nha, và bán từ hai mắt, cho nên là mọi người mua từ hai mắt giúp em nha, chứ em không cắt một mắt đâu, bởi vì nó mập, nó rất là ngắn nè. Cắt một mắt rồi nó teo vào hết có tí á. Đấy, có như vậy cho nên là khó cắt lắm, nên không có ấy được nha. Này, em cứ bán từ hai mắt thì cứ hai mắt là 200 vậy đó, 100 một mắt là quá rẻ cho cái cây này rồi đó. Thì em cắt được bao nhiêu thì em cắt thôi nha. Còn em cắt thì chắc cũng sẽ tới nửa thân như thế này thôi, còn để dưới này cho nó lên nữa đấy. Đó, do dưới này nó đang sưng kỳ nè, có những cái này nó đang sưng nè, thì chắc cái này cắt tới đây thôi. Thì nói chung là cũng khá là nhiều ấy, chứ cũng không ít đâu. Cho nên là mọi người đặt thì chắc là cũng có được số lượng á. Bởi vì ba thân này thì dự tính của nó chắc cũng gần 50-60 mắt gì đấy. Đó, cỡ 50-60 mắt. Thì đó là mắt ngủ Lam Gia An nha. Rồi, tiếp theo bên này là em có cây tích lịch hỏa này. Cây này thì cũng mua từ đầu năm ngoái, mua cũng từ tháng 2, tháng 3 gì đấy. Thì bây giờ cũng được một năm rồi, và nó cũng tới mùa của nó rồi, nó thắt như thế này. Bữa trước thì em mới lấy được hai cây, em cũng cắt mất ngủ và bồng gốc thì em bán sạch rồi. Mấy bác hỏi rất là nhiều mà không có để bán, thì hôm nay cũng quyết định là lấy cái cây mẹ này ra cắt luôn. Bởi vì nhà em chả ai làm hết, không có ai kỳ. Mỗi người thì một công việc rồi. Em thì chuyên bán hàng, Vũ thì chuyên đi săn hàng, mua hàng, cho nên là không có ai mà có thời gian để cắt kỳ kỳ á, cho nên là mình bán luôn. Thì vẫn như cũ thôi. Thì cái mắt ngủ này vẫn là 503 mắt nha mọi người. Mắt rất là đẹp luôn. Này mọi người nhìn khúc này, nó vẫn mập đẹp lắm. Đó, mập đẹp kinh khủng luôn, chứ cũng không phải là ốm gì xấu nữa đâu. Cây này thì chắc là em cắt được nhiều á. Cây này thì nhiều. Đó. Đó, cứ 503 mắt nha mọi người. Quá là đẹp luôn. Đấy, được hai thân này phê pha mà cắt thì đó là mất ngủ. Đây này, em có cái đoạn này hôm bữa em cắt thì nó còn nè. Thì cái này là nó có bốn mắt này mọi người, bốn mắt dưới gốc nè. Thì giá cũng là 500 nha, tính lịch hỏa luôn đó. Đó, bốn mắt dưới gốc nè thì 500 nè. Đó mọi người thấy không, bốn mắt nè, mà mắt nó sưng lên rất là đẹp rồi, thấy mắt nó rõ như này. Còn cái chậu này thì em trồng trước Tết mà bây giờ nó thấy nó bám rễ rất là khỏe ha. Thì giá là 800 nha. Đó, một cái kỳ này thì 800 nè. Đó, được một cây, một chậu duy nhất tích lịch hỏa này thôi. Thì đó là tích lịch hỏa được các cái cây mắc về đồ như vậy. Tiếp theo là em có hồng thiên lôi nha. Thì em vẫn bán mắt, cây này nhà em nhiều lắm. Nó ở trong sạp kia thì em không quay. Thì mắt nó vẫn như thế này nè. Thì là 203 mắt nha mọi người. Đó, 3 mắt là 200. Đó, cứ mọi người mua 3 mắt là em cắt 3 mắt 200. Đấy, nó như vậy. Thì cây nguyên chậu này em bán là 3 triệu nha. Thì nó sẽ có một thân già này. Đấy, một thân già lớn và hai thân tơ như thế này. Hai thân này thì nó dài cũng phải được 80 rồi, mỗi thân phải 80 sen rồi đó. Đó, nó cong như thế này nè mọi người. Đó, nó cong lại như vậy, nó cong quanh như vậy. Đó, nguyên chậu này là 3 triệu. Còn bắt đầu mua mắt ngủ thì em vẫn cắt nha, 203 mắt. Cái này thì nhiều lắm, cây nó cũng vậy luôn. Cây nhà đều là cây rất là mập khỏe hết. Mắt nào mắt nấy sưng rất là to, khỏe mập. Thân nào thân nấy đều ú ù như vậy. Thì đây là hồng trời đánh, hay còn gọi là hồng thiên lôi, hồng cao một đấy. Rồi bên này còn một chậu gì đây, bệt nè, bệt phượng hoàng lửa mọi người.
đó, bữa phượng hoàng lửa thì chậu này bán cũng từ lâu rồi, hồi đấy thì giá nó cao tới 4-5 triệu lận đó. Nó có hai thân, bây giờ để lâu thì nó cũng phình thân ra như này đó. Cây này hồi đó mới lấy về là thân nó có nhỏ xíu thôi đấy, thân nó như thế này nè mọi người, không nó chỉ như đầu đũa như này thôi mà bây giờ nó mọc lên này đó, nó bắt đầu thắt ngọn phần thân là cây tự nhiên nó mọc lên rất là hay luôn. Giờ nguyên chậu này em bán là 2 triệu nha, 2 triệu cho hai thân như này, về em bác thay lại chậu được nha. Đó, thích thay chậu thì thay, nhưng mà tốt nhất chúng ta nên nên thay đi, bởi vì giá thể người ta trồng thì lâu lắm rồi, nó đang mùa như này thì mình thay cũng được, mà thay thì mình cũng không cần phải là phải nhổ hết lên hay như thế nào đâu, mình ngâm trong nước á cho cái giá thể này nó bở ra này, cái sau đó là mình úp ngược cái chậu lại thì nguyên cái lớp giá thể này nó sẽ ra cùng với rễ thì nó sẽ không có bị động rễ cho lắm đó. Cái kiểu thay thì nó là như vậy thôi đó, nguyên cái chậu này nha, 2 triệu, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là em có bẹ quốc dân nha, cây rất là đẹp như thế này. Số 1 này 400 đó, thân cây này thì nó mọc hình thân ra rồi, 1 400, dài tầm 15 cm đó mọi người, 1 400. 2 cũng vậy luôn, 400, 2 400, cũng mập nè. Cây này cũng mập nhưng mà cây 1 thì nó sẽ mập hơn. Số 3 cũng như vậy luôn, 400, 3 400. 3 thì nó vẫn còn đang đi ngọn nè, cho nên là nó ốm chứ nó không mập. Số 3 400. Số 4 nè, 600. Số 4 thì nó có một thân nè, hai thân nè, ba thân nè. Đây nha, số 4 nè, 600, ba mầm như thế này. Và số 5 là cây đang hoa, cây này hôm qua em mới lấy về cho nên là nhìn nó cong cong, nó không, em quay nên nó không có đẹp, hôm nay em sẽ cố định lại là và quay cho mọi người kỹ. Đây, một mầm gốc nè, hai mầm nè đang lên nha. Rồi dưới này nè mọi người thấy không, dưới này nó lên tới cái thân già này, nó mọc được 3 cây nè, nói chung rất là lợi về giống á đó, chi chít cây như thế này luôn đó. Đây, quay kỹ mới thấy nè, chứ hôm qua em cũng không thấy cái kỳ này đâu. Nay em cố định là em ấy rồi mới thấy là nó lên kỳ chi chít luôn. Mùa này đúng là mùa mầm tơ và măng con lên rất là nhiều. Và cuối cùng của nó là cái thân mẹ này, thân đang lá, đang nụ, đang hoa luôn nha. Chậu này nói chung đầy đủ mọi yếu tố luôn, thân, lá, nụ, hoa, kỳ, mầm gốc, không thiếu một cái gì cả. Đấy, thân này nó dài tới 50 cm nha, 50-60 cm. Chậu này là 1 triệu nha mọi người. Đấy, nguyên chậu này là 1 triệu này, rất là đẹp. Rồi, cực kỳ là đẹp luôn. Quay lên nó thẳng, do hôm qua mới lấy về là nó cong cong vẹo vẹo, nhìn nó không có được ấy. Nay quay kỹ thì mọi người thấy được cái tổng thể của cây nó như vậy. Tiếp theo em có tình anh em nhé. Tình anh em còn 3 cây, bán nốt là 700 nghìn một cây nha mọi người, 700 một cây. Đây, dài tầm 25 cm nha. À, 25 cm, 25-30 cm gì đấy. Đây, cây số 1 này, cây số 2 đây, thân lá rất là đẹp luôn, tạc lá mà bó chỉ thiên, sọc thân trắng rất là rõ nét, rõ nét, lá thì bóng đó. Cây số 3 này 700 luôn, 3 cây, cây nào cái nấy đẹp ngất nha đó, không phải là cây xấu đó. Mấy cây nhỏ nhỏ thì bán hết rồi, 500-500 thì mới bán mua hết rồi. Đó, được 3 cây. Cái này là cây bệt mũi trắng nha, nó ở vùng khác thì nông cánh trắng, nhưng mà nó ở Lâm Đồng thì cây gì cũng thế, nó cũng chỉ ra ám thôi mọi người, chứ nó cũng không có được đậm trắng tinh hoàn toàn. Với lại do sắc tố của cây bệt, màu lưỡi nó ảnh hưởng đến cánh rất là nhiều ấy. Lưỡi nó đỏ đậm cho nên là cánh nó cũng phớt tím tím, nhìn nó phản quang nó cũng tím luôn, chứ không thể nào nó trắng tinh giống như những cây nông cánh trắng bình thường khác nha. Thì đây là cây tình anh em. Bên này em có những cái cây lẻ như thế này. Thứ nhất là một cây vỏ tòng này, cây này thì nó có 2 cây mà chờ mái, nó chả thèm ra rễ gì hết, cho nên là bắt đầu lấy về chăm nguyên ở chậu thì chăm nha. Đó, trên này có 1 cây này, đó, dưới này cũng có 1 cây này, và cái đoạn này thì nó có rất là nhiều mắt, nhưng mà nó 1 cây thì em lách ra hết rồi, lách ra bán hết rồi. Trên thân này nó còn chắc phải 2-3 mắt á, đây, 1 mắt, 2 mắt, 3 mắt, còn được 3 mắt nữa nha. Chậu này 800 nha mọi người, 800. Đó, chậu vỏ tông này. Đó, cho kỳ rất là mập luôn. Đây, kỳ trên thân cực kỳ là mập đẹp luôn, tròn quay ú ù à, như lợn con ủng ào ủng ỉn á. Đó. Rồi, bên này là một chậu năm cánh trắng Sài Gòn nha. Chậu số 1 này 250. Đó, lá nó mất một cái vài cây lá nên nhìn cây nó không có đẹp lắm, cây nó như vậy. Số 1 250. Số 2 300, cây này đẹp nha.
cây số 2 này 300. Đó, số 2 300. Nằm cánh trắng Sài Gòn. Cây này bông cũng rất là to, khung bông cực kỳ là to đấy. Cây tiếp theo là cây Minh Vũ nha. Em có hai cây, cây số 1 này giá là 500 nha. Giờ tầm 20 sen á, cây đẹp ghê không? Đó, mọi người nhìn này. Đó, cây nó mọc nù ra rất là đẹp. Tới cái giai đoạn nó phình thân là nó nhìn nó đầy sức sống luôn. Rồi, cây số 2 cũng là 500. Thì cây này nó trụi hết lá rồi. Nhưng mà được cái nó rất là dài nha. Nó dài gấp đôi cái cây gần như là gấp đôi cái kia, dài phải 40 sen. Đó, dài phải 40. Đấy, cây này cũng 500 luôn. Thì tùy bắt đầu thích cây thân lá đẹp thì lấy cây này, mà thích cây về ngắm hoa thì lấy cây này. Cây này thì không biết là hè nó có nở kịp không. Bây giờ nó đang sưng nụ nhưng mà chưa thấy hé này. Đó, hai cây Minh Vũ như vậy nha. Và cuối cùng bên này em có mấy cái combo nha. Hôm nay được 6 cái. Thứ nhất nè, một chậu hồng thiên lôi nè. Cái này thì ngọn nó hơi đen đen như thế này xíu nè. Cây này chắc cỡ được 7 sen. Một cây hồng yến nè, một cây hồng yến và một cây Hà Tĩnh nè. Giá là 600 luôn nha. Đấy, số 1 600. Tương tự số 2, một cây vỏ tòng nè. Cái vỏ tòng. Cây siêu đẹp này. Một cây Hà Tĩnh, một cây Hà Tĩnh và một cây ta ly lưỡi đỏ nè. Rồi, cây này là cây xuân ta ly lưỡi đỏ đó mọi người. Đó, chờ nó nở hoa thì đây là nó hé ngay đầu tiên nè. Mọi người thấy không? Lưỡi cực kỳ là đỏ luôn. Đó, lưỡi rất là đỏ đậm nha. Hầu như là toàn lưỡi luôn. Cái này là lưỡi đỏ nha, không phải bệt. Đấy, đây là số 2, 600. Số 3 cũng là 600. Cái mấy cây này em không đổi đâu nha khách. Em bán có cây này bù qua cây kia. Cây rẻ bù qua cây đắt, cho nên là mọi người có cây gì rồi thì thôi. Mọi người có mua thêm thì mua, còn không thì thôi nha. Chứ em có không có đổi đâu. Chứ mọi người cứ bảo là có cây đó rồi, không ấy đó này kia. Đó, số 3 này, một quốc dân nè. Một bệt quốc dân, một Hà Tĩnh nha, một Hà Tĩnh và một chân thành nè. Đó, Hà Tĩnh một chân thành. Số 4, một Hà Tĩnh nè. Một hồng yến nè, năm cánh trắng hồng yến và một mắt nai. Mắt nai là lớn nha. Đó, nó được hai thân như vậy, cũng xuống lá hết rồi. Số 5, một chân thành nè. Một chân thành, một Hà Tĩnh và một mắt nai. Đấy, một chân thành, một Hà Tĩnh, một mắt nai. Và cuối cùng số 6 nè, một di linh nha. Đấy, đây là cây di linh trắng á. Một cây Lam Bi An, cây Lam Bi An. Đó, cây này nó xấu xấu, nó ở trong chậu thì em nhổ ra đây luôn, nó cũng lung gốc rồi. Và một chậu Hà Tĩnh như thế này nha. Giá cũng tầm 20 sen rồi, số 7 nè. À, đây là số 6, giá thì cũng là 600 luôn. Đó, thì hôm nay em có chừng này hàng nha. Mấy bác mua gì nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Chúc mọi người xem được video sớm và chốt được lô mình mong muốn nha. Xin chào.